Ok ạ. Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta chinh phục 30 câu về ăn côn, ăn hít, axit carboxylic. Hỏi xoáy đáp xoay. Rồi bắt đầu chiến đấu nhá. Để xem các bạn có làm được không. Đây là những cái câu này là do thầy trích ở bên trong những cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia, cũng như là ở bên trong những cái đề thi thử của các cái trường đại học nổi tiếng, để cho các bạn và các em có thể cọ sát nhá, có thể nắm được là hiện tại bây giờ kiến thức của mình là đang ở đâu và mình cần phải học gì nữa, mình cần cố gắng gì nữa. Rồi, chiến đấu nhá. Câu số 1 ạ. Câu số 1, bạn comment đáp án với thầy ạ. Câu số 1 ạ, đáp án gì ạ? Tên gọi của hợp chất là CH3COH là gì? Thầy biết là sắp tới các bạn thi rất là nhiều. Nhưng mà với những cái câu như này là những câu mà xác suất chúng ta gặp phải nó rất rất nhiều luôn ạ. Các bạn comment đáp án với thầy ạ. Tên gọi của hợp chất CH3COH là gì ạ? Anh này nào? Dễ lắm. Ở mất gốc cũng học được, này cứu gốc luôn ạ. Và bạn chú ý nha, càng về cuối thầy có những câu cực kỳ thú vị dành cho các em. Câu 1 ạ. Tên gọi của hợp chất CH3COH là gì ạ? Rồi, đây thì nhìn thấy các bạn comment đáp án này, đúng rồi. Axit acetic rất dễ nhá. Rất dễ. Rồi, tuyên dương bạn. Một bạn ạ, một bạn đã comment đáp án đúng. Rồi, hai bạn. Rồi, rất tốt. Câu số 2 nào các em. Câu số 2 khởi động thôi, đây là những câu khởi động thôi. Nhưng mà đây là những câu khởi động nhưng nó lại có ở bên trong cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia các em nhé. Các em lưu ý ạ. Mặc dù nó chỉ là những câu khởi động thôi nhưng mà nó lại có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia đấy. Nên là cái phần thi khởi động này là phần thi khởi động cũng khá là cực kỳ là quan trọng nhá. Rồi, câu số 2 ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về Tường và giúp thầy tác tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu số 2 ạ. Tên gọi của hợp chất CH3COH là gì? Anh là gì ạ? Anhydride. Anhydride gì các em nhỉ? Bạn comment đáp án này xem nào. Anhydride gì? Đúng rồi, anđehid acetic nha. Anđehid acetic cái tên của nó hay thi lắm. Đấy các bạn nhìn đi. Nó có bên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đây này. Nào, tiếp tục câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 nào các em ơi, câu số 3 đáp án gì ạ? Câu số 3. Những cái câu này dễ, dễ hẹt. Mình ôn lý thuyết bằng cách là mình làm bài tập nhá. Khi mình làm bài tập như này thì mình sẽ nhớ lý thuyết hơn rất rất nhiều lần so với việc mà mình học thuộc theo cái kiểu là học vẹt. Câu số 3. Công thức cấu tạo thu gọn của anhydride formic. Công thức cấu tạo thu gọn của anhydride formic là gì ạ? Các bạn chú ý cho thầy nhá, ancol, anhydride, axit là phần cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng đến việc là sang năm lớp 12 các em học tốt hay không. Nên là chúng ta phải hết sức tập trung và hết sức chú ý để ôn thật kỹ phần này. Anhydride formic ạ, HCSO. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 4 ạ. Công thức phân tử. Úi dồi, anh này gặp nhiều lắm. Công thức phân tử của ancol etylic nào. Công thức phân tử của ancol etylic. Đây thì nhìn thấy rồi, có nhiều bạn. Rất nhiều bạn comment đáp án câu 3 C rồi, tuyên dương tất cả bạn em. Ô, nhưng các bạn lại comment nhầm này, câu 3 B à. Không biết là gõ nhầm hay là nhầm thật. Toang đấy nhá. Câu số 4 xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Câu số 4 ạ. Công thức phân tử của ancol etylic. Thì ancol etylic của chúng ta là gì? C2H5OH các em nhé. C2H5OH. Vậy thì công thức phân tử của nó sẽ là C2H6O. Những câu nhẹ nhàng và đơn giản thế này thôi, nhưng mà cũng sẽ khiến cho khá nhiều bạn bị sai đấy ạ. Câu số 5 ạ. Ôi câu số 5 hay nữa. Câu số 5 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức mạch thở? Chất nào sau đây thuộc loại ancol no, đơn chức mạch thở? Lưu ý cho thầy nhá. Ancol này nó phải no, đơn chức mạch thở. Ancol no đơn chức mạch thở. Nào 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 comment nào. Lưu ý thầy no, no là nhìn anh này này. Các bạn làm theo phương pháp loại trừ nó nhanh hơn nhá. Đây, anh này nối đôi CC. Loại luôn. Được chưa? Đơn chức. Đơn chức là chỉ có một nhóm chức thôi các em nhá. Vậy này, anh này hai nhóm chức này. Anh là ancol thì anh này có một nhóm chức, như là nhóm chức CH2O này, nhóm chức chó này, nhóm chức anđehit rồi. Anđehit lại lạc loài vào đây. Bỏ anđehit đi. Vậy ancol là D. Ok chưa? Câu 5 ý D các bạn nhá. Rất nhiều bạn bị chọn nhầm này, 5C này. Không sao cả, có thể mình đây thì mình lo cho. Nhá.
Nào 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 nào. Câu số 6, câu tính toán đầu tiên. Nhưng câu tính toán này đơn giản. Khi các bạn nắm được skill này của Thế Minh là các bạn sẽ thấy đơn giản này. Một chó thì cắn hai thằng bạc. Trừ trường hợp đặc biệt là hắt chó. Hắt chó là cắn bốn bạc. Nhá. Bấm máy tính nhanh lên các em. Mạnh mẽ lên. Nào nào nào. Một chó cắn hai bạc. Vậy là ở đây là 1 set 3 set ô. Đúng không? Đây, 1 CH3 CO thì cắn mấy bạc? Hai bạc đúng không ạ? 1 CH3 CO cắn hai bạc. Mà số mon này là 0,1. Thì hoàn toàn mình tìm được số mon bạc của mình là bằng 0,2. Nguyên tử khối của bạc là 108. Vậy mình có 0,2 nhân với 108 thì bằng bao nhiêu đấy ạ? 21,6 gram. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án dê. Rất rất dễ rồi các em ạ. Dễ ợt luôn ấy. Ai làm được câu này bấm máy tính vèo phát ra luôn. Đúng không? Nào câu số 7. Câu số 7 trong đề thi trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch axit acetic? Nào. Chất nào sau đây ạ không phản ứng được với dung dịch axit acetic? Thế thì axit acetic là anh CH3COH nhé. Nó có đầy đủ tính chất của một thằng axit. Nó có đầy đủ tính chất của một thằng axit. Nào là làm quỳ tím chuyển thành máu đỏ, đúng không? Tác dụng với lại kim loại đứng trước hydro, đúng không? Tác dụng với lại dung dịch kiềm, tác dụng với muối, tác dụng với lại oxit bazơ. Thế vậy nó không tác dụng thằng nào? Chắc chắn tác dụng NaOH, bởi NaOH là kiềm. Chắc chắn tác dụng với CaCO3, bởi vì CaCO3 là muối, đúng không? Chắc chắn tác dụng với kẽm, bởi vì kẽm đứng trước hydro trong giai điện hóa. Vậy nó chỉ không tác dụng với thằng đồng mà thôi các em ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Tiên dương tất cả các bạn đã chọn A nhá. Ôi mà sao chỉ có thấy có hai bạn chọn A nhỉ? Các bạn khác đâu rồi ạ? Khó vậy á? Mạnh mẽ lên các em ơi. Câu số 8 nào. Càng ngày càng hay đúng không ạ? Câu số 8 ạ. Các bạn comment cho thầy đáp án câu số 8. Acid formic có trong lọc kiến. Ủa ơi. HCOOH khi bị kiến cắn nên chọn chất nào sau đây để bôi vào vết thương để giảm sưng tấy? Thế thì thực ra bản chất là khi bị kiến cắn ấy, có nghĩa không có, người ta gọi là cắn chứ không phải cắn, mà là con kiến ấy, nó sẽ nhỏ cái acid formic này ở bên trong nọc nó vào bên trên cái da của chúng ta, và da của chúng ta bị sưng tấy đây là do bị bỏng acid, được không ạ? Thế thì bỏng acid này thì bây giờ mình phải xử lý kiểu gì? Thì acid thì bị trung hòa bởi bazơ, các bạn nhớ không ạ? Thế thì bây giờ muốn làm cho cái thằng ba, muốn làm cho thằng axit bị trung hòa thì phải cho một tí bazơ vào. Bazơ nhẹ thôi, bazơ mạnh thì còn khổ nữa. Thế xem trong bọn này thằng nào bazơ. Nước bôi vào không được, giấm ăn axit càng chết. Muối ăn cho vào càng sót, chỉ có vôi thôi. Khi vào trong nước nó sẽ tạo thành CaOH. Hai lần, mà thực ra thì vôi tôi này tác dụng với HCOOH luôn, cũng làm trung hòa cái tính axit đi. Nên đáp án đúng. Đấy là lý do mà tại sao ngày xưa đấy, nếu mà bạn nào mà nhỏ nhỏ hay bị ong này kiến đốt thì các cụ chúng ta hay lấy gì? Ông bà chúng ta hay lấy là vôi tôi bôi vào. Đúng nguyên lý luôn. Chứng tỏ các cụ ngày xưa chúng ta học giỏi hóa nhỉ. Đúng không ạ? Quá giỏi hóa. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là methanol. À, thằng này độc hại. Và tên gọi khác của methanol là gì? Ancol methylic. Đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. Câu số 10 ạ. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn? Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ạ? Chất nào ạ? Các bạn quan sát cho thầy xem chất nào chỉ liên kết đơn. Acid acetic nhiều bạn chọn nha, là toang nhá. Thằng acid acetic này này. CH3 này, C nối đôi O này, OH này, thằng này có nối đôi C O này, toang luôn. Methyl format HCOOCH3. Đây, HC nối đôi O OCH3 này cũng toang luôn. Aldehyde acetic CH3CHO này. Các bạn nhìn này, CH3 này, C nối đôi O này, H này toang tiếp này. Ancol ethylic này, CH3 này, CH2 này, OH này chỉ có liên kết đơn, đáp án đúng là đáp án C.
Ok chưa? Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu số 11 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng được với axit acetic? CH3COH. Chất nào sau đây ạ? Không phản ứng được với axit acetic ạ. Nào, chất nào sau đây ạ? Gì ạ? Đồng đúng không? Dễ. 12 nào. 12 nào các em ơi, 12 đáp án gì ạ? Nào các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. 12 đáp án gì ạ? Sắp đến phần đỉnh cao rồi. 12 dễ ợt nhé. Cho 1 ml dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm, lắc nhẹ. Từ từ NH3 đây là tạo thành là cái dung dịch phức bạc đấy, amoni đấy. Nhỏ tiếp 3 đến 5 dung dịch X, đun nóng khoảng 60-70 độ trong vài phút. Ống nghiệm xuất hiện lớp bạc sáng. Vậy đây là phản ứng tráng bạc. Có nghĩa câu hỏi này tương đương với câu hỏi số 12, hỏi là trong số tất cả các chất sau đây, chất nào có khả năng tráng bạc nhá. Thế thì điều kiện để tráng được bạc của một chất, nó phải hoặc có nhóm CHO nhá, hoặc có nhóm CHO, hoặc có nhóm CHO, hoặc là có đầu HCO, acid acetic CH3COH loại, anconetylic C2H5OH loại, anhydride formic HCHO có chó, vậy chắc chắn nó tráng được bạc. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Xịn chưa? 13 đáp án nào các em? Công thức tổng quát của axit no mà đơn chức là. Công thức tổng quát của axit no đơn chức. Tổng quát nha. Nhưng đây lại yêu cầu là axit no đơn chức nha. Là gì ạ? Đáp án gì ạ? Đúng rồi, đáp án chính xác là đáp án B, CN2N cộng O2. 14. Câu 14 này hơi bị thú vị đấy nha. Cho 20 lít chất lỏng X vào ống nghiệm có sẵn vài viên đá bọt, sau đó thêm từ từ H4 đặc vào X, H2SO4 đặc mà sinh ra hydrocarbon, mà lại tác dụng được với KMNO4. Thế thì anhydride acetic là không bao giờ tác dụng, không bao giờ có phản ứng gì với lại H2O4 được. Acid acetic cũng vậy, bỏ hai thằng này đi, đúng không? Ancol metallic mà vào H2O4 thì nó chỉ có thể tạo thành dimethylete. Đây, nó chỉ có thể tạo thành CH3OCH3, nhưng thằng này không làm mất màu KMNO4, loại nốt. Vậy chỉ có thể là anconetylic C2H5OH mà đi qua H2O4 đặc nóng tách nước để tạo thành CH4, và CH4 chắc chắn làm mất màu dung dịch KMNO4. Đáp án đúng là đáp án C. Nói nhạt màu là nói nhẹ nhàng. 15 ạ. Số đồng phân axit có công thức phân tử là C5H10O2. Cùng 15 này mới hay này. Bao nhiêu bạn đã được học skill tìm đồng phân 3, 4, 5, 2, 4, 8 siêu nhanh của thầy, giơ tay cái xem nào. Bao nhiêu bạn đã được học skill tìm đồng phân siêu nhanh của thầy 3, 4, 5, 2, 4, 8 rồi? Thì bạn nào học câu này thì nhanh kinh khủng luôn. Các bạn nhìn nhá, những bạn nào mà chưa có học thì lên YouTube search Minh Berlin đồng phân siêu nhanh, được không ạ? Xem cái video đi là biết làm. C5H10O2, C4H9COOH, 3, 4, 5, 2, 4, 8. Được chưa? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 4 có 4 đồng phân. Ok chưa? 15 đáp án A. Câu 16. 16 ạ. 16 đáp án A. Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? Thì bạn phải nhớ cho thầy nhá, phenol của chúng ta nó có tính axit yếu, đúng không ạ? Và do phenol chúng ta có tính axit yếu nên nó phản ứng được với dung dịch kiềm. Nên ở đây nó tác dụng được với B, cao H. Rồi. 17 ạ. 17 nhiều bạn nhìn sợ. 17 nhiều bạn nhìn sợ. Nhưng các em yên tâm, với skill của thầy Minh thì không có gì là sợ sệt hết. Bàn cô đơn chức kệ nó. Đúng chưa? Cứ đặt CX, HIOZ đi. Tác dụng với oxy,
sinh ra được CO2. Thì tự tin rằng những cách sau đây là những cách mà các bạn sẽ giúp các bạn cải tiến việc giải bài tập hóa học lên level cực nhanh và cực cao. Số mol CO2 0,17, số mol nước bằng 5,4 chia cho 18 bằng 0,3. Thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2 nên chắc chắn bọn này là alcohol đơn chức CnH2n cộng 2O, do nó là alcohol đơn chức nhá, alcohol đơn chức. Và mình lại còn có nữa, đó là số mol nước trừ số mol CO2 thì bằng số mol alcohol. 0,3 trừ 0,17 thì bằng 0,13. Đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình, nó sẽ bằng là số mol CO2 chia số mol alcohol bằng 0,17 chia 0,13 bằng 17/13. Nên nó sẽ là C17/13H2 × 17/13 cộng 2O. Và với số mol mình tìm được rồi là 0,13, thì đến đây mình tìm được khối lượng rất nhanh. Phân tử khối trước nha. 12 nhân 17 chia 13 cộng 2 cộng 2 nhân 17 chia 13 cộng 2 cộng 16 bằng nhân 0,13 bằng 4,72. Đáp án đúng đáp án gì? 4,72. Dễ chưa? Xịn chưa? Câu 18 á. 18 á. Acid carboxylic nào dưới đây có mạch carbon phân nhánh và làm mất móng dịch brom? Thử xem thằng A nào. Mesacrylic. Đây. Nối đôi CC mất móng dịch brom phân nhánh. Chọn luôn. Quá xịn. 19 nào. 19 các bạn chọn đáp án gì ạ? 19 các bạn chọn đáp án gì? Comment đáp án thì nhìn nào. 19 nào. Nhanh tay nào. Bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H8O? Bao nhiêu chất có vòng benzen? Vòng benzen đây. Cùng công thức phân tử C7H8O. Đây, chứa vòng benzen đây. Vậy là một nhóm H chạy trục đối xứng. Nhóm H đính vào đây là 1 2 3 4. Nhiều bạn chọn 4 nhưng 4 không phải đáp án đúng. 5 đây này. Thầy vẽ 5 cho bạn nhìn nhé. Đây này. Ô, CH3. Đáp án đúng phải là đáp án gì? 5. Nhá. Bao nhiêu chất chứa vòng benzen cùng công thức phân tử C7H8O? Chúng ta có 5 cơ. Úi dồi ôi, sai nhiều quá. Ok chưa? 20. Lại một skill bá đạo nữa mà thầy Vinh hướng dẫn cho các em. Lại một skill nữa. Và những câu này là những câu lấy điểm 10 trong đề thi học kỳ các em nhá. Hỗn hợp X gồm alcohol methylic CH3OH, ethylene glycol CH4OH 2 lần, glycerol C3H5OH 3 lần. Đốt cháy hoàn toàn mgamic thì thu được CO2, số mol là 0,3. Cũng cho mgamic trên tác dụng với natri dư thì thu được hydro. Cần tìm số mol hydro. Thế các bạn lưu ý này, các bạn nhìn kỹ này, các bạn nhìn tinh này. Nhìn tinh nhé. 1 carbon 1 OH, 2 carbon 2 OH, 3 carbon 3 OH. Điều này tương ứng với điều gì? Trong hỗn hợp X, số mol carbon trong X chính bằng số mol nhóm OH và chính bằng số mol CO2 0,3. Chắc các bạn đã xem thầy, theo dõi thầy lâu rồi, các bạn biết thầy có một skill giải nhanh là số mol nhóm H thì luôn bằng 2 lần số mol H2. Nên mình tìm số mol H2 luôn. 0,3 chia 2 bằng 0,15. Bạn nào không biết skill này xem lại ngay những buổi live stream của thầy. Và nếu mà không tìm được các buổi live stream của thầy dành cho lớp 11 thì có thể lên channel YouTube của thầy, search Hóa 11 Minh Merlin và xem hết trong đấy. Thầy có bộ skill rất kinh khủng dành cho kẻ. Số mol hydro bằng 0,15, 0,15 mà nhân 2,4 bằng 3,36 lít. Tao đúng đáp án gì? Xịn nha. 21. 21 ạ. X phản ứng được natri, acid formic HCOOH phản ứng natri, phản ứng NaOH, phản ứng NaHCO3. Mỗi tội phân tử khối thằng này bằng 46. Đây bằng 60 loại. Methyl formate HCOCH3 không phản ứng được với natri.
axit acetic phản ứng được với natri NaOH NaHCO3. Ngon, phần tử gốc 60 chọn qua axit. 22 nào các em? 22 comment đáp án nào. Chất nào sau đây thu được siêu chất nào sau đây hòa tan được siêu hóa hai lần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm ạ? Chất nào hòa tan được siêu hóa hai lần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm? Thì yêu cầu của nó, điều kiện của nó là phải có OH đa kẻ. Ethanol không có, ethanol là đơn chức. Vứt. HCl là hòa tan, có hòa tan siêu hóa hai lần tạo dung dịch màu xanh nhưng phải xanh thẫm, xanh thẫm này xanh phức. Phenol thì còn không hòa tan cơ. Yếu, thằng này yếu. Ethylene glycol các em nhìn này. OH đa và kè, tại sao biết nó kè đây này? Đúng kè chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, đa và kè. Xịn luôn. Hai bạn. 20 bạn. Cho hợp chất sau và các chất thì đều tác dụng được với natri là phải có nhóm OH và CH hai lần là phải có OH đa kè. OH đa kè A được. Thằng này không kè, bỏ. Thằng này kè, được. Thằng này kè, được. Thằng này đơn chức, bỏ. Thằng này không có hoạt, bỏ. Vậy mình chỉ có A, C, D thôi. A, C, D. A, C, D đáp án đúng chúng ta đáp án A các em nhá. 23 đáp án A. 24. Câu 24 này một bạn học sinh học rất tốt của thầy bí, không giải được. Các bạn cùng non thì mình chinh phục câu 24 nhá. Hỗn hợp X gồm 007 mol một ancol đa chức. Ancol đa chức. Căng đấy. ROHX. 007. Và 003 mol một ancol không no. Có một liên kết đôi mạch thở. CN H2N trừ 1 không no O. X. Không biết x bao nhiêu. Số mol là 0,03. Đốt cháy trong oxy thu được CO2 0,23 H2O. Vậy mình tìm được khối số mol hỗn hợp X 0,03 còn 0,07 mà 0,1. Tới đây mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,23 chia 0,1 bằng 2,3. 2,3 thì chắc chắn nó phải lớn hơn 1 hoặc 2. Các bạn lưu ý ancol đa chức thì số carbon của nó phải lớn hơn bằng 2. Bởi vì ít nhất đa chức là phải có hai nhóm OH. Hai nhóm OH thì nhỏ nhất là C2H4OH hai lần. Một nối đôi CC thì N này bắt buộc phải lớn bằng 3. Vậy ở đây chỉ có lớn hơn 1 hoặc 2 thì không thể có 1 được, vậy là 2. Và 2 này là của ancol đa chức. Nên nó chỉ có thể là C2H4OH hai lần mà thôi. Và số mol là 0,07. Tới đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 0,07 x 2 cộng với 0,03 x N bằng 0,23. Tới đây mình tìm được N. 0,23 trừ đi 0,14 bằng chia cho 0,03 bằng 3. N bằng 3. Được không ạ? N bằng 3 thì cái anh ancol này của chúng ta đấy thì suy ra nó sẽ là gì ạ? C3H5 ô. Vậy bảo toàn hydro 0,07 x 6 cộng với 0,03 x 5 0,03 nhân với lại đây là CNH2N, đây là O, đây là H2N trừ CNH2N chứ. Lỗi ạ, CNH2N. C3H6O. 0,03 x 6 chia 2 ra số mol nước. 0,07 nhân với lại 6 cộng 0,03 nhân 6 bằng chia 2 bằng 0,3. 0,3 mà nhân 18 ạ. 5,4 gam. Đáp án đúng đáp án này. Xị nha. 25 ạ. 25 ạ. Khi tách nước từ rượu, các bạn cũng comment đáp án này xem nào. 3 metin butan ion. Đây. Butan này. OH này. 3 metin butan. Thì chắc chắn sản phẩm chính sẽ ưu tiên tách cùng với hydro ở gần gì? OH trước. Hydro mà bậc cao hơn. Vậy đây,
1, 2, 3, 4. 20 tin bút 2 en. B bỏ. 26 ạ. Bao nhiêu phát biểu đúng? Đó, các bạn comment thế nào. Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Anhit vừa tính ô xóa vừa tính khử. Đúng nha, bạn học thì mình phải biết ngay nha. Phenol tham gia phản ứng thế brom khó benzen. Sai, phenol dễ hơn. Anhit tác dụng với hydro dư xúc tác niken đun nóng. Thu được ancol bằng 1 đúng. Dung dịch axit acetic, axit chắc chắn phản ứng với siêu hoạt lần rồi đúng. Phenol làm nước quỷ tím hoa đỏ sai, quỷ tím không đổi màu. A, C, D. 3 nhận định đúng. B bỏ. 27 này mới nhiều bạn bị nhầm này. Ảnh hưởng của nhóm OH đến gốc C6H5 trong phân tử phenol thì có phản ứng của phenol với đằng nào? Thì ảnh hưởng của nhóm OH đến gốc C6H5 có nghĩa là OH là nhóm phenol, no, nó sẽ làm cho thằng C6H5 này nó phản ứng dễ dàng hơn và nó sẽ ưu tiên thế vị trí ốc thô và para. Đúng không ạ? Thì nó thế vào vòng đấy. Thì natri không phải là của nhóm thế OH đến vòng mà là của riêng OH. Hydro là cộng chẳng ảnh hưởng gì, NaOH là của riêng OH, nước brom này, thế và ốc thô para này. Đây mới đúng này. Nhớ chưa? 28. Một câu cực kỳ lừa lọc. Các bạn quan sát câu 28 này nha. Rất nhiều anh tài đã chôn vùi xác tại đây. Acetylen CaH2 số mol 5,2 chia 26 bằng 0,2. Xúc tác HG S4 trong môi trường axit thì là nước đấy, hydrat hóa là cộng nước mà. Tạo thành CH3 CHO. Ban đầu đặt thằng này đề bài hỏi hiệu suất mà, x phải tỉnh táo. Sau 0,2 trừ x hỗn hợp sau gồm rất nhiều bạn chỉ cho mỗi CH3 CHO tráng bạc thôi mà quên mất C2H2 cũng tác dụng với AgNO3 trong NH3. Đúng không ạ? À? Thì kết tủa ở đây chúng ta sẽ gồm một thằng này ra hai thằng bạc. X ra 2X. Một thằng này ra một thằng C2Ag2. 0,2 trừ X. Đấy. Mà khối lượng kết tủa ở đây để bài cho ta bằng bao nhiêu ạ? 44,16. Đúng không? Vậy đến đây mình sẽ tìm được suy ra 108X cộng với 240 0,2 trừ X bằng 44,16. Và đến đây mình tìm được X. 44,16 này trừ đi 240 nhân với 0,2 này bằng này, chia cho bằng ngoặc đơn này, 108 này trừ đi 240 này bằng này. Ô thì bấm lỗi. Thôi bấm cái này đi. 108 alpha x. Các bạn bấm một thầy vậy, cộng 240. Và bấm một thầy sẽ bằng bao nhiêu ạ? Trừ alpha x bằng 44,16. X bằng ạ? Các bạn bấm một thầy với. Các bạn bấm một thầy sẽ bằng bao nhiêu ạ? Ra 2 bạc, sorry chỗ này 2 bạc ạ. 2 nhân. X bằng 0,16. Đúng không ạ? Vậy hiệu suất bằng 0,16 chia 0,2 nhân 100% thì bằng 80%. 80%. À. Xịn chưa? Câu 29. Trong số các phát biểu sau về phenol thì các phát biểu đúng là phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dịch HCl. Sai nhỉ? Không tan nhiều trong HCl. Phenol tính axit đúng, không đổi màu quỷ tím đúng, hai đúng. Phenol sản xuất keo dán chất diệt nấm mốc đúng. Phenol tham gia thẳng thế brom, thế nitro dễ benzen chắc chắn với nhóm OH và nhóm thế no. 2 3 4 đúng ạ. C ạ. Bot của tối hôm nay đây, bot của ngày hôm nay đây. Siêu trường siêu trọng đây, đây là một trong số những câu khó nhất trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Bao nhiêu bạn giải được câu này, comment đáp án thì nhỉ? Chọn anh tài ở đây ạ. Hỗn hợp X
gồm hai hợp chất hữu cơ no mạch hở trong phân tử X chứa hai chất nhóm trước OH CHO COH. Cho M gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3. Thu được bạc số mol 4,05 chia 108 bằng 0,0375 muối. Amoni hữu cơ 1,86 gam. Chúng ta lưu ý này. OH là không phản ứng với AgNO3 trong NH3. CHO phản ứng với AgNO3 trong NH3. Chỗ này là phải học sâu, phải hiểu sâu, phải hiểu bản chất mới làm được câu này. Nhiều bạn chỉ học hời hợt một chó ăn hai bạc thế xong thì không bao giờ giải được câu này. CHO ăn hai bạc ai cũng biết. Nhưng CHO nó tạo thành muối, cái đít muối của nó là COONH4, đúng không? Và tương tự COH này trong môi trường NH3 cũng tạo thành COONH4. Được chưa? Đấy, phải tính ý chỗ đấy cơ các em ạ. Nhá. Thế thì bởi vì một CHO này ra được có hai bạc nên từ số mol bạc mình tìm được số mol CHO. 0,0375 chia 2 bằng 0,01875, đấy ra số mol CHO. Ok chưa? Nhóm H giữ nguyên nhé. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào NaOH cộng NaOH thì thu được NH3, số mol NH3 là 0,02 mol. Và với số mol NH3 là 0,02 mol thì ngay lập tức mình suy được số mol nhóm CONH4 là 0,02. Thế mà CONH4 là 0,02 thì tổng số mol CHO và COH này cũng là 0,02 và từ đó mình tìm được số mol của COH 02 trừ N bằng 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. Rồi, bây giờ để bài hỏi này. Giá trị của M. Làm đến đây rồi nhưng mà nhiều bạn vẫn chưa thể nào làm ra được đâu. Các bạn nhìn kỹ nha, nhìn kỹ kỹ năng nha. Thủ thuật tăng giảm khối lượng. Mình thấy này, bản chất cái muối này là gồm nhóm COONH4 và OH giữ nguyên đúng không? Gốc R giữ nguyên không ảnh hưởng đúng không? Vậy có phải mình có M muối chính bằng số mol nhóm CHO nhân với CHO biến mất đi. Vậy là 12 cộng 1 cộng 16 bằng 29 trừ 29. Biến thành CONH4 là 44 cộng với 14 cộng 4 bằng 62. Cộng với nhóm COH là trừ 45. Biến thành CONH4 là cộng 62. Đúng không ạ? OH, OH giữ nguyên không ảnh hưởng. Nhân với số mol nhóm COH cộng với khối lượng của X thì chính bằng M muối. Thế số mol CHO biết rồi, M muối biết rồi. 1,86 bằng 0,01875 nhân với 62 trừ 29 bằng 33 cộng với 62 trừ 45 bằng 17 nhân với lại số mol COH 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 cộng MX. Đến đây mình tìm được MX bằng 0,01875 nhân 33 cộng với 17 nhân 1,25 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 1,86 trừ N bằng 1,22. C. Xịn không? Xịn không? Xịn không? Các bạn thấy skill gì? Thấy xịn không? Các bạn chú ý thêm một điều. Đây là những skill cực độc và chỉ những bạn nào học thầy Minh thì mới được sở hữu những skill độc quyền này. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và sắp tới thì mình sẽ khai giảng một cái khóa live VIP dạy easy job để luyện thi đỉnh cao, mục tiêu 9 cộng điểm hòa trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia dành cho các bạn online. Và những bạn nào muốn đăng ký khóa học live VIP, VIP như offline, xịn như offline, mục tiêu 9 cộng thì có thể inbox cho fanpage của thầy. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em vào các buổi live tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt. Bye bye.